ẩn rồi chồng. Ồ, ồ, ẩn à? Ngày ẩn trong tay. Càng ẩn trong tay, đúng rồi. Dạ, trước đi. Mẹ biết bà đi dạy tới đâu rồi, biết không? Dạ. Hỏi ba con sống sót không biết. Mà được học hoài, nhất muốn chưa muốn học. Học hoài. Được cái đặng thì được, thằng hứa. Mà có học chưa? Được không? Nghĩ sao dễ tôi nay bảy bà nữ học. Không rồi, vô như thử tội chứ không hỏi. Nhìn thấy hai mặt rồi, tôi nói hàng là cái dạy vậy. Trời, thì chết. Đòi học thêm đó. Nhớ người chàng vừa thòa. Thôi nói chung là cũng nên học vừa vừa thôi, còn phải làm cái khác thì nó cũng đúng. Ngự là bé quốc dân mà nó học hết. À, chứ kịp học hết. Nó rảnh mà, người ta chỉ học trên trường mà. Đấy mà quan trọng là học cái đó nó không biết nữa. Tại vì nó mới, nó mới tạo. Thành thiện có thành thiện đâu. Học xử lý, học xong đâu. Mà đâu thì nó chi rồi mà bà ngữ bà miên thì bắn đi cũng thuộc đâu. Năm 28 chưa đọc được nữa. Trời đất ơi là trời. Tham, cái chị cũng biết hết. Thầy tên 2 tháng 6 là cái gì vậy? Để coi được, không nhớ. Con chị như vậy là con biết 8 rồi nữa nhỉ? 6 giờ, biết 8, 6 giờ. 6 giờ, đúng rồi. Đây đứa nè, đây là đậu giữa. Đậu giữa. Đúng không? Được. Em sai, em sai. Bữa nay đi dạy không? Bữa nay sẽ cặp đi dạy quá. Tôi hoang mang quá. Cứ mà bắt bệnh rồi tôi hoang mang. Cùng với anh rồi chứ. Chết. Em còn làm cái thời gian biểu là bên Nam. Mà cô hả, con ngồi trong giường có mấy hàm không? Nó bình thường. Quá hàm. Rất hàm luôn. Ừ hả? Tôi đi ngang thôi, ừ. Cái hơi nó không ra giống như là lò bị heo rồi đó. Tại vì quá đông rồi. Hoặc là cô ở trong quên. Thì cô hơi không có cảm thấy được. Mấy cây mà thấy bình thường. Đó, ở chỗ rồi đóng cửa như thế. Con nãy con mở cửa ra để con nghe. Trời, con mở rồi. Trời ơi, chắc mà chắc mở ở trong đây là cái giường bạc luôn đó. À, chắc là cô ở trong đây cho nên là cô thấy được quen thôi. Cái này cái phòng tôi cũng vậy mà, ngọt lắm á. Thêm đâu mà chợ ngồi ngồi chặt nứt. Ngồi nở cái bà 100kg phải vô ngồi là hết chỗ rồi. Cái hơi người á. Chặt nứt. À, mình lên đây cho nó lại. Đây cũng được một thời gian rồi đó. Kéo bạn hết vô. Ngồi dùm tròn. Bạn thở nha, chắc tụi nhỏ nó cũng ngọt lắm. Cho nó thử giá yếu phân khổ lớn đi. Xuống mặt không gì bơ phờ. Nó bơ phờ không phải vì ngọt mà vì nó phải chịu đựng cái đám mới. Tại bữa nay có những đứa mới, để cho những đứa mới bung sỏ để biết nó làm sao á. Thì đâu hợp với bả đâu, còn là thành thiết không à. Nó ngồi có nghe mấy chị đâu có nổi. Tại vì mình đâu có chịu, đâu có la gì. Chị đâu ngồi ngồi lăn lê bờ lá mà. Thể hiện ra mặt cũng rất là khó chịu. Cô bà khá hả cô, luôn ra xíu về vậy. Trà. Rồi học gì đó cứ 1, 2 giờ đi với cái tình huống. Đã xin nghỉ 2 tiết thứ 3 gì đó. Để nhắn cuộc chứ. Đúng rồi. Rồi thì nghỉ nghỉ lâu thì... Con tương tác thêm lại đi. Ví dụ mà quý vị đó ngồi đó. Có vấn đề học quá trời vậy là con phải đi. Cái khoảng 2-3 tuổi nữa bệnh viện muốn phải đi đó. Bây giờ đã có bo lo rồi, chuyển ra trường khác đi. Đạo nghiệp vô mà nó cứ tự chơi với hai tay thế nè. Lấy hai tay tự chơi với nhau gì nè. Đúng rồi, vậy đó. Nó say tới mà nó có một cái chùm tóc riêng này nè. Nó say á. Đúng rồi. Nó say á, lúc mà nó suy nghĩ là nó thấy lên. Một cái ổ bột hả? Không, đâu có vậy. Em bắt văn, mỗi lần suy nghĩ rồi. Thôi, thôi. Mấy chuyện bắt trước rồi con. Không có tóc cũng xài. Con xem trước rồi nè, con xem trước nè. Trời ơi, thương quá. Trời bữa nào nó chuyển mẹ đi, trời ơi. Nó đã như vậy rồi. Một mũi vô rồi đó. Bây giờ, trời ơi, cái mục đích của bạn nó không được. Kệ mẹ nó đi, giờ mình học.
Mình tiếp với công tác dạy học và giáo dục của nhà trường cần đến cái sự tham gia đóng góp nhiều mặt của các lực lượng xã hội khác nhau với những khía cạnh quan trọng như sau. Quá trình phát triển của chương trình giáo dục và đào tạo theo quan điểm mới của nhà trường cần được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà giáo dục đào tạo với các lực lượng xã hội ngoài nhà trường, đặc biệt là các chuyên gia thuộc viện và những đại diện của các cơ sở sử dụng người tốt nghiệp. Viết cho vui thôi. Huy động và tăng cường các nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính, đảm bảo chất lượng đại học giáo dục. Cái này có, này không phải viết vui, này viết thiệt. Toàn gia đi vận động không à, vận động xã hội hóa rồi đó, xin xỏ rồi đó chuyên gia. Chứ mà cái ở trên đó thì các lực lượng chuyên gia rồi chuyên gia thực tiễn rồi các kiểu để tham gia vào công việc công tác giáo dục á, thì hầu như đó là cái đó chỉ là cái lý thuyết thôi, nói cho nó vui, khi vui vui vượng kiểu là hơi chi âm đó mặn mà với ai người ta, chứ mà nó mặn mà với tiền lắm, nó là nguồn lực tài chính, nói xin là hay lắm người ta. Cái quỹ đó, tại vì ở đây mình đỡ đó, chứ mấy cái địa phương đó là người ta trộn người ta ngán nhẩm đó. Cái hội nó gọi cái hội gì quên mẹ, cái tên này cái tên nó đẹp lắm, mình nó làm những chuyện không hội khuyến học, cái tên nó đẹp lắm, mình nó làm những chuyện nó có đẹp. Lắm nào cũng xin chân nha, xin quyết liệt luôn vậy đó, xin đủ hết cái kiểu luôn vậy đó, mà không biết trao ở đâu, trao cho ai, trao sao còn không có biết, cái tên nó nói dùng sâu dùng xa không à, dùng nào mà nó sâu lắm mà nó xa lắm, khó tìm hay khó thấy đó vậy đó. Cái hậu khuyến học là cái hậu đó là nó từ trung ương tới địa phương luôn đó, với sự lãnh đạo thần thánh luôn, mà không có biết là nó có dựa sao, nó toàn nó quy động tài chính thôi mà, chứ nó không có quy động chuyên gia. Chớ thấy bây giờ cái hậu khuyến học đó là mình tổ chức một cái gì nữa mà nó khuyến học chứ, nó không có làm gì khuyến học, mọi chuyện mà nó đi nó gom chỗ này chỗ kia rồi nó đi chơi cho lắc nhắc cái này cái kia nọ vậy đó rồi hết rồi. Thì cái đó nó thiếu, nó sai á, nó chưa có đạt được, nó chưa có đủ đó. Nó bình luận một xíu như vậy. Tiếp cái vật nghe là quá trình dạy học là một cái quá trình mà học sinh vừa là khách thể vừa là chủ thể, vừa là khách thể vừa là chủ thể. Để khi đi vô trong hay cái kia bình luận mình phải đọc hết á, phải biết cái kia á, để khi mình đọc cái tựa đề không mình bình luận thì nhiều khi quan trọng lắm, chết thì mình sẽ không nhắm mắt. Mình phải đọc hết chứ còn. Này, tôi nghe đây. Hoạt động mang cái tính khách thể. Để nhớ ghi âm này. Này. Ok. Hoạt động mang cái tính khách thể của người học là cái hoạt động diễn ra với sự hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra và giám sát của giáo viên. Nhằm tiếp cận với cái đối tượng lĩnh hội, nó bao gồm một số hoạt động sau đây: tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động do học tập với giáo viên đề nghị, điều chỉnh hoạt động học tập với sự kiểm tra giám sát của giáo viên. Hoạt động mang tính chủ thể của người động là hoạt động học tập sao tự giác, nghĩa là tự giành lấy kiến thức, kỹ năng, thái độ đúng đắn, không bị gò ép bắt buộc từ bên ngoài. Tích cực nghĩa là cùng tham gia vào quá trình giảng dạy của giáo viên, như chăm chú nghe giảng, tham gia phát biểu một cách có phê phán để biết kiến thức, biến kiến thức thành ra của riêng mình, tự mình đi kiếm thêm kiến thức để đào sâu mở rộng, chứ không chỉ chấp nhận những gì giáo viên đã truyền thụ. Tự lực có nghĩa là độc lập suy nghĩ, cố gắng tìm tòi các phương án giải quyết vấn đề, cùng hợp tác để đưa ra các phương án tối ưu, tự lên kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ học tập của mình đề ra, tự kiểm tra điều chỉnh hoạt động học tập của mình. Bình luận đi quý vị, bình luận đi, trời tôi đọc mà tôi ngứa miệng dữ lắm luôn á. Sợ chơi mà. Quý vị bình luận nè. Có cái chi nhắn lên hết nè, để tôi coi quý vị coi sáng tôi đọc. Biết mà đọc mà nghe thấy ngứa mà thấy ứa mà chịu không nổi vậy đó. Rồi, quý vị cho cái comment của quý vị lên đi. Ok.
gái ấy đã vượt tới. Là ba biết. Không ta biết, bé đi. Nhiều thứ lắm, nhiều thứ cho mình nói trong cái đó đó. Thay vì tôi nói cái gì đi nhưng mà yêu có động não thì cái gì nói này, cái gì quý rồi. Nếu như cái gì biết thì tôi cấp dáng đầy được, cái gì nói thì tôi đi luôn. Cho nên tôi hiến thích cho cái gì biết, còn để lại cho con cháu mai sau. Cháu thấy cũng xác nghĩa nữa rồi. À, hồi trước tôi có nói với quý vị về cái ông Ngàn Lao, Ngàn Mây đó. Dạ. Rồi, nói chung là một thần tượng mình lắm. Chứ thôi, lạc các kiểu đó. Đi đúng không? Ừ, phải lắm, này là phải lắm, này là thích lắm, nhưng biết là lực lượng thì được nào. À, thì... Thôi là khoái thì khoái đi, rồi thích thì thích đi, không sao chứ. Mà nhưng mà vậy. Nhưng... thì thời gian tới nếu như mà có duyên, thì mình có thể có những cái buổi tọa đàm hội thảo để cái kia nọ rồi đó, với những quý vị đó, thì nhìn có cái cách giao tiếp ban đầu qua nói chuyện ra thì cũng bình thường thôi, cũng rất là bình thường thôi. Cái quan trọng là tương tác. Tại vì cho người ta bên Mỹ gần tôi sáng nhiên tôi tương tác được, gửi liền có không, rồi gửi đề nghị. Bởi ta đang đơ cúm mà đã ai đi đâu rồi thì dám lấy sách tụi mình. Cúm dữ lắm hả? Nào nó cúm nào mà chú còn sống đó. Để người ta tìm giúp cho vui nhưng cũng như dạ, như được rồi. Người ta tìm giúp cho vấn đề vậy là được mừng rồi. Có gần khi đó nghe không? Thì bên Mỹ ở chung đất nước Mỹ thì dù gì nó cũng đỡ hơn mình. Nửa dòng trái đất nghĩa từng mây. Mình là chỉ tới là dòng nước buồn thiêu hoa bóp lây thôi. Nước lạnh sáng rồi chuyên tả bên bển cũng dễ, chúng ta gửi ship cho nhau cũng được. Khi người mở ra cái thấy cái hàng lao đó là nói chuyện với tin đó được đi trước kinh chụp ảnh tả cho mình. Ở lên trang Ngàn Lao có thấy trang cũng sạch sĩ. Ừ, cứ có cái thứ vô rồi. Rồi cái gì có comment gì đâu, cái gì gửi lên hết đi nha. Có bánh thì ngon bánh đi. Được không? Chỉ có tỷ comment này nghe không được, và hơi nhỏ thôi. Cái đó thì nó không dính cái bài, đã có cải thiện rồi. Ôi, nhiều thứ lắm, cái gì ơ, nó mơ 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 mơ, nó bao la bát ngáp luôn. Sao? Tôi gửi gì nè, gửi lên đi nè. Tôi nghĩ là cái gì đang dính. Thì thiệt tình như thế nào thì tôi biết bên đây rồi.
có chưa, cứ chờ hoài muốn có ai lỡ chơi nhé. Nhiều quá à, chắc vậy rõ đâu. Dùng khách thể chủ thể mà không giải thích nghĩa lý của cả hai người đó chưa hiểu. Hai là nội dung ở phần khách thể đối lập hoàn toàn áp đặt không có nêu lên những dụng cụ thể của mỗi người học. Ba toàn ra lệnh cho thấy cái luật nội dung. Bốn chủ thể tự mà dính gì tới giáo viên, cần gì tới trường lớp. Năm hợp tác với ai, đúng rồi, cái gì hợp tác. Sáu rồi mấy cái giáo viên làm sai dở được cố chấp diễn theo đó, rồi học viên biết cách có động lực mặt tự hình như tự chọn gì nữa hay gì mà hết cái gì nào còn nữa hả, cái gì gửi lên liền đi. Cái một luôn rồi, là cái tôi ký có không bạn ký ký bạn hình trang quanh
Ok, chờ bạn Quánh. Bà Truyền Thông ơi, bà có chưa? Dạ chưa nữa ha. Học sinh này chỉ có tánh thời Đức Phật thôi, chứ ai mà toàn diện năng động hình chú cuộc đời thì học như vậy. À, đôi khi á mà họ vẽ quá đáng, nghe nó láo dữ sợ. Bạn có cái gì đó các bạn cứ quăng hết lên để nó tập, mình tập cho nó có thành tích về thi toán. Nhưng có nên thì tôi biết nhiều, chép nhiều, biết nhiều, chép nhiều. Vậy thì nó toàn không, thì nó cũng toàn đó, nhưng mà nó không có đủ ha. Cái này chủ yếu là mình rèn luyện cái tư duy thông thái á. Nhớ cái chấm thang trước không? Ông này tôi nhớ được đời luôn đó. Đời sao mà ông ra mà ông là học trò tôi là chết với tôi. Bắt cái phạt cho biết. Ông chết chưa? Ông biết chắc chết rồi. Chị chết đâu? Chửi ông biết ông chết. Tôi nhận nhiều hơn nữa rồi. Chờ đợi mọi người quăng lên á, tôi nói cái này một chút liên quan đến mấy cái lớp mà từ bữa giờ đi trợ giảng á. Trời ơi, nói sinh viên thành phố rồi sinh viên Hoa Sen rồi, nói chung là được tiếp xúc các cái thể loại văn hóa văn minh gì gì đó. Trời, mà công nhận là tụi nó dễ dạy, tụi nó dễ dụ bà cố luôn á. Tức là mình chỉ cần nghe cái cách mà thầy cô trên lớp giảng á, mà những cái mà làm cho tụi nó hài lòng, tụi nó ngưng, tụi nó không hỏi, tụi nó không tranh luận, và thậm chí là có những chỗ mà nó không đặt câu hỏi gì luôn. Và có những cái đoạn mà người ta lý giải đến đó rồi mà nó chùa xuống xuống kỳ, sao không hỏi nữa, nó dướng ở chỗ đó. Và cũng thấy là nếu như mà người ta không có thừa nhận cái điều đó đúng mà người ta lại thừa nhận cái điều khác đúng, là nó sai, là nó rất là kỳ luôn. Hả? Nhưng mà các em
vẫn cười vui, các em vẫn rất tự hào là các em được khen và các em được cộng, được cộng điểm thưởng vì những cái đóng góp của mình. Kiểu vậy đó, thì thấy nguyên một cái màu sắc là cái lớp học đó là cái lớp học mà cái người giảng làm chủ hết. Và những cái người đi học là những cái người đóng góp vô, và họ rất là tự hào vì họ đóng góp vô được một cái thứ gì đó và được ghi nhận. Chứ nó không phải là một cái sự cố gắng là tìm ra được cái thứ gì đó mà nó là cái điều thắc mắc, hoặc là nó là một cái gì đó mà mình từ trước giờ mình nghĩ đúng hoặc là mình nghĩ sai. Và cần một cái lời giải đáp, hoặc là cần một cái sự giải thích mà mình cho là hợp lý đến cái thời điểm đó. Rồi cũng không phải là một cái sự muốn thâu góp những cái thứ gì mà nó cần cho mình nữa. Giống như là mình mang cái mạng của mình đến mình nộp cho cái lớp đó, rồi mình làm trâu làm ngựa để mình cố gắng mình làm vui lòng cái người dạy mình vậy đó. Kiểu vậy á. Trời ơi, cái vấn đề mà My nói đó là tôi nảy ra trong đầu một cái câu hỏi mà tôi sẽ ghi lên đây để quý vị trả lời. Tôi rất là bản chất như làm sao để khi học sinh đi không phải bị lệ thuộc vào giáo viên. Nghĩa là dám nói lên điều đúng mà không sợ bị đầy, bị hạch sách, bị kỳ thị. Giáo dục đông lẫn tay chưa làm được gì. Nhưng muốn làm được không? Được. Thời gian tới ở trung tâm sẽ làm cái này, nhưng mà giờ chưa làm được. Do người kiểm tra đánh giá cho người khác. Bây giờ vẫn là cái giai đoạn còn cho bú đúng không? Giờ chưa có người, mình chưa đủ người cho nên chưa làm được. Cho đến khi nào mà tôi giao hết các lớp tài năng lại cho các bạn những cái tài năng giả, lúc này tôi làm cái nhiệm vụ ra mình đánh giá. Cái người giảng dạy không nên là cái người đánh giá. Cái người giảng dạy mà đánh giá thì giống như là tự đá bóng tự hỏi tội. Người ta vô học, người ta nể ông thầy không phải vì ông thầy đáng nể, mà vì ông thầy nắm cái điểm lên lớp của mình. Thì thấy cái từ đó. Với lại thực sự là hồi lúc đi học phổ thông á, và bây giờ vào cái môi trường đại học thì mình mới thấy là nó mất thời gian và nó mệt lắm. Cho dù là cái tư tưởng của cái người đứng giảng đó họ có mong muốn là tối giảng cách mấy đi chăng nữa, thì không lẽ cái chuyện mà mình cho cái điểm cộng rồi mình khuyến khích mấy đứa đó trả lời hoặc là tham gia lớp học đầu này kia mà mình không ghi nhận, mình không nhớ, rồi sau này rồi cái điểm nó rối lên lum la rồi tụi nó kiểu làm sao, nó kiểu gì đó. Tức là nó giống như là một cái dòng nó lẫn quẩn á. Mình nói là mình không có quan trọng điểm, nhưng mà cũng bám vô cái điểm để mà cộng, để khuyến khích, để này kia kia nọ, rồi phải mắc công nhớ, rồi phải mất công xử lý mấy cái chỗ mà nó bị lầm lẫn. Người ta nói nó cứ vậy á. Cái chỗ đó cũng được phải giải quyết, mà giáo dục đông tay gì nó cũng dính cái chỗ đó hết trơn á. Chưa ổn, chỗ đó là chỗ này chưa ổn, rất chưa ổn. Cái đó giải quyết được, không phải làm được.
giống như cái câu chuyện của cái sự thay đổi trong cái mối quan hệ, về cái hình thức trong cái mối quan hệ của cha mẹ với lại con cái của Việt Nam những khoảng mấy chục năm gần đây á. Tức là nếu mà trước đây á, thì theo cái kiểu là vai vế rồi phải sợ sệt, phải kiên nể. Chút nữa thì nó thay đổi theo cái kiểu là gần gũi như là những cái người thân. Rồi bây giờ thì lại tôn vinh cái chuyện là cha mẹ thì giống như bạn. Thì nó là cái vỏ, nó cũng giống như cái chuyện là thầy trò dần dần thay đổi cái vỏ để giống như là để mà hoán đổi cái khái niệm, cái hình ảnh và những cái định kiến trong đầu của người ta là như vậy là đã có cái sự tiến bộ, đã có cái sự thay đổi rồi, nhưng mà thực ra về cái bản chất thì nó vẫn như cũ, nó không có giải quyết được cái sự lệ thuộc và cái quyền uy. Nó không có đi vào cái gốc của cái sự thực học và cái sự thực dạy á. Cho dù là mình có nói là tôi với em, tôi chưa xưng bằng tôi và tôi gọi em bằng tên, hay hoặc là không có thầy con, hoặc là coi em như là bạn, cũng còn rành rành những cái ràng buộc rồi những cái sự phân biệt đó, thì sao mà những cái mối quan hệ hay là những cái hình thức đó nó tiệp với lại cái bản chất được. Cho nên mấy cái đó là phải sửa hết, mà phải sửa từ gốc chứ không sửa ngọn. Chứ nhiều khi học sinh nó đi học thì không dám hỏi, giống như tỷ vì sợ rớt, sợ bị đánh rớt, rồi phải nói như sao cho nó vừa lòng. Rồi thêm nữa là sợ không học đủ môn đủ chỉ rồi ra trường trễ rồi này nọ nữa, hết cái chuyện thấy nhiều thứ đó. Kinh tế chính trị gì nó dính tùm lum nó chẳng hết, chờ đợi mỏi mò mà sao không thấy một tí nó hồi âm, nó quánh một tới 30 trang hay gì mà. Là cái vừa đánh vừa hóng, chuyện không may nữa. Trời ơi, vừa đánh vừa hóng, người ta chờ đợi đó. Cái gì bên đây thu chột hết trơn vậy đó hả? Hoạt động mang cái tính khách thể của người học là hoạt động diễn ra với sự hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, giám sát của giáo viên nhằm tiếp cận với đối tượng lĩnh hội. Nó bao gồm các hoạt động sau: tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động do giáo viên đề nghị. Cái chữ say bét ở đây là cái chữ đề nghị. Giáo viên có bao giờ mà đề nghị? Vì sao vậy? Đây, chỗ này, chữ này dùng Trung Quốc dùng cho ra vẻ là rất là dân chủ tự do, nó chỉ là tự do giả hiệu. Giờ đâu đề nghị nghĩa là thích thì làm, không thích không làm. Mà giáo dục theo kiểu học sinh thích thì làm, không thích không làm, thì giáo dục làm gì nữa? Hiểu không? Cho nên á, dùng đề nghị nó không có đúng về mặt bản chất. Giáo viên không có vụ đề nghị, dùng đảo từ lại, rồi dùng cái từ đưa ra, chứ dùng đề nghị. Cái này là một cái phong trào luôn á, có nghe một cái giai đoạn là phong trào là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, chính quyền của dân, do dân, vì dân, bla 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 các kiểu, rồi đó mọi thứ là bla bla đó, cho nên ảnh hưởng một cách trực tiếp rồi đến tất cả các cái lĩnh vực ở trong cái đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, văn hóa, học thuật các kiểu. Cho nên á là cái chỗ này là dùng sai từ. Sai từ nó dẫn đến là sai bản chất nghĩa lý của vấn đề luôn. Rất là bậy, giáo viên không có vụ đề nghị.
đề nghị thì sao, nếu như chấp nhận đề nghị thì người ta muốn làm ta làm, ta không làm thì thôi. Rồi nếu đề nghị là phải chịu vậy đó, phải chấp nhận vậy đó thì đề nghị, còn không thì phải đưa ra điều chỉnh hoạt động học tập dưới sự kiểm tra giám sát của giáo viên. Điều chỉnh hoạt động học tập dưới sự kiểm tra và giám sát của giáo viên, cái này lại sai. Mình nói sai một cách trầm trọng về tư tưởng và ý thức hệ luôn. Tôi cũng thấy cái gì nói lại cái chỗ này nè, nó ghê đó. Giáo viên không phải là viện kiểm sát. Không phải là công an hình sự. Mà giáo viên là người có trách nhiệm giáo dục và tiền thủ trong lớp học, cho nên giáo viên không phải kiểm tra giám sát, không phải làm cái việc kiểm tra giám sát mà làm công việc hỗ trợ giúp đỡ để hoạt động học tập của học sinh được diễn tiến theo hướng ích lợi. Cái gì hiểu không? Bây giờ cái học sinh á, mà nó điều chỉnh cái học tập của nó theo cái sự giám sát kiểm tra của giáo viên, vậy thôi giáo viên vô đó làm gì? Cho con chó nó vô nó ngồi nó canh được rồi, cần giáo viên chứ? Nó cũng kiểm tra, nó giám sát được chứ? Không có, giáo viên là phải dạy, phải hỗ trợ thì mới là giáo viên. Học sinh mà nó vô nó làm hết rồi, cần giáo viên làm gì nữa? Cái gì nữa? Cái này nó sai đê tiện á. Nó sẽ thể hiện một cái tinh thần vô trách nhiệm. Nên giáo viên không có được làm vậy. Giáo viên phải ngồi để kiểm tra giám sát. No. Giáo viên dạy thì đó là nó điều chỉnh các hoạt động học tập dưới sự hỗ trợ giúp đỡ của giáo viên. Trời, nó hay, nó nhân văn gì đâu. Nó đi vô đi kiểm tra giám sát như quan tòi, như xử án của viện kiểm sát thì vậy đó. Trời ơi trời, mà Duy biết đó là một cái tư duy này á, nó đã đầu độc không biết bao nhiêu thế hệ. Nó đầu độc không biết bao nhiêu thế hệ. Và các bạn sẽ thấy các cái thế hệ đó được hiển bày rất rõ ràng khi các bạn lên cái sinh viên. Thứ thề rồi các bạn không thể chịu nổi với cái hình thức giảng dạy của giảng viên ở sinh viên, với hình thức được chìm nhóm báo cáo. Nó y như vậy luôn nè. Là nó rập khuôn luôn, giáo viên là kiểm tra và giám sát. Để các bạn lên học đi rồi các bạn sẽ thấy mạnh nhóm nào lên báo cáo đó, rồi nhóm nào báo cáo bài nào biết bài đó, mới nhóm khác cổ hay biết được chưa. Ai mà quá thời sinh viên rồi là tự biết cái chuyện mà. Nó vậy đó. Ủa, như vậy thì mướn cái thằng cha giảng viên nó vô làm gì? Hồi đó cũng hỏi vậy đó. Học sinh cũng vậy thôi chứ. Đi vô làm gì thì thôi cho nó nghỉ việc mẹ cho rồi đi. Đi vô làm gì, vô ngồi ngồi nghe. Khe ô em nói vậy hay đó, mặt lạ hay cái kiểu điểm trọng. Rồi em kia ô được luôn, nhóm này cũng được điểm trọng. Rồi ra gì? Đó đúng luôn, đúng như cái này là kiểm tra và giám sát thì đâu có hỗ trợ. Đâu có giáo dục. Không có biết nào. Trời. Mà còn gây cái thù hằn cho mấy đứa trong lớp nữa. Là tụi nó thấy là tụi nó không có được biết tới gì hết. Một đứa thì làm thấy bà nội luôn, còn mấy đứa kia không làm gì hết. Hoặc là một đứa nó dành nó làm hết, mấy đứa kia không được làm gì. Mà kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Nói vậy đó. Nếu không có dạy cho người ta cái kỹ năng là việc nhóm, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, giáo viên cũng chả biết gì là về hoạt động nhóm.
cái hoạt động nhóm nó rất là tinh vi, nó rất là khó luôn. Nếu như không có tìm hiểu thì hoạt động nhóm không làm được đâu. Việt Nam mình là đưa hoạt động nhóm xây bét hết trơn luôn, từ hàng giảng viên cho tới hàng sinh viên, học sinh gì tới từ lớp thấy bét hết trơn à. Trời ơi, làm việc nhóm nó cực dữ lắm, nó cực như chó dồi vậy đó. Giảng viên cực kinh khủng lắm. Việt Nam mình này chia làm việc nhóm là giảng viên sướng luôn, ngồi mắt ăn bát vàng luôn, ngồi phè phưởng ngồi đó chờ mình người ta làm thôi. Trời ơi, đừng cười. Chứ đâu phải làm việc nhóm, đó là bỏ đi cái trách nhiệm giáo dục của mình rồi. Đó là bậy, đó là sai, ghê lắm. Nhưng mà nhớ như vậy đó. Nó diễn ra hàng ngày hàng giờ trên khắp cái đất nước này. Tôi chẳng có cơ hội, tôi học ở nước ngoài để tôi coi cái chi nhóm ở nước ngoài nó có khác gì không. Chứ tôi cũng nghi ngờ ghê lắm. Nước nó chảy tới đâu cũng H2O tới đó thôi. Thôi ngàn lao. Nè bữa nào nó hỏi đề hỏi quan kìa. Bé tùy duyên à. Để ổng hỏi ổng coi, ổng tùy duyên bởi làm sao. Trời ơi, là trời nó sai mà nó phải kinh khiếp luôn á. Cặn gì hỏi bà Phương kìa. Phương ờ hé. Trời, người ta cũng quốc tế nào đâu rồi. Thế á, cũng quốc tế trả lời coi. Vô đọc liền, bây giờ nãy chị chưa qua bên tin nhắn, quá trời tin nhắn rồi nè. Nó dùng báo cáo không biết được nhiều cái báo cáo của nhóm mình làm mình biết rồi đó tất mình làm cái gì mình biết mỗi cái đó thôi còn không biết hết cái báo cáo kinh khiếp vậy đó mà nó diễn ra đó trời, nó gọi cái đó là phương pháp rất là hiện đại đó nha, nó hại diện vậy đó. Nó hiện đại thiệt quý vị, trời ơi, cái phương pháp mà không có phải xài như vậy. Trời cũng tức à. Tại vì cái tất cả những cái phương pháp hiện đại, cái bản chất của nó người ta đưa ra nó hay. Nó làm cho cái người giáo viên cực lắm. Để mà làm được cái phương pháp đó. Trời ơi, tìm tòi học hỏi dữ lắm mới làm được. Là khi mình chia làm một nhóm thì người giáo viên nên làm thế này. Trời ơi, người giáo viên sâu sát vô từng nhóm làm. Nó đi học nhóm mình phải đi theo coi á. Người không đi theo coi biết nó học cái gì. Rồi biết đánh giá là sao trong nhóm của nó làm việc. Cái gì Việt Nam đi theo coi á. Nếu như quốc tế thì tôi không biết. Tôi không nói được, tôi không chửi được. Việt Nam tôi biết. Có ai đi theo coi đâu. Mạnh ai đi làm gì làm hả? Rồi đánh giá kiểu gì? Rồi đánh giá cái gì vậy? Rồi đánh giá cái bài báo cáo thì trời ơi, hỡi ơi, internet nhóc. Nó không biết rồi nó có bị dán xuống rồi nó nói lại à. Nó nói lại mà nó hiểu gì không, đây là chuyện khác nữa. Rồi cái công cụ nào chị mới có cơ hội cho mấy cái thằng mới có cơ hội cho mấy cái thằng công ty cũng nghĩ ra cái phần mềm chống đạo văn để đưa vô đó quét giáo viên xuống nữa là nó bán. Giáo viên sao chỉ cần nhấn nút quét không biết rồi đâu cần đọc đâu, giáo viên cũng đâu cần đọc đó. Cái phần mềm nó đọc, giáo viên nó cần đọc đó. Quý vị thấy còn là gì là giáo dục nữa, không có còn miếng mà giáo dục á. Cái gì mà phân tích ra đây trời ơi, nó lủng, mình nó lủng không còn cái quần luôn á, nó lủng nát hết trơn à. Nó như thế, ôi trời ơi, nói ra mình thấy mạnh, thấy mạnh mát tất cả rồi đó. Hai cái đó là cái của học sinh đó là sẽ bét mẹ như vậy đó. Rồi trong khi tiết của tôi phân tích tiết thì tôi đi cấp đi dán qua. Để đưa cái mình nhiều ý nè. Sao phải chia tập thể hay chủ thể làm chi mà bất kỳ hoạt động nào cũng phải cần phải có sự tham gia của sinh viên, ok đúng. Cái chỗ này á là bình luận thêm
là nếu chia thì phải nói rõ, nói rõ thằng nào là chủ trong lúc nào, thằng nào là tớ trong lúc nào. Hiểu không? Người ta là chủ chứ khách là chủ chứ tớ thầy. Tớ lộn. Để nó chia ra. Ví dụ ở trong cái hoạt động dạy, giáo viên là chủ. Hoạt động học, học sinh là chủ. Mình dạy cái gì chưa chắc là nó học cái đó đâu. Nhiều khi ở dưới nó ngồi ra nó ngước nhìn mây trắng bay, đó lá vàng thưa thớt qua. Rồi mình nói với nó nghe đó. Tại vì nó làm chủ quá trình học, mình làm chủ quá trình dạy. Thì ai làm chủ người đó? Thì mình làm chủ của mình, nó làm chủ của nó. Tại vì hai cái đối tượng trong cái quá trình dạy đó, cái việc dạy đó, thì cái chủ thể đó là khách thể là học sinh, chúng nó đứng dự. Còn trong cái quá trình học đó, là chủ thể là học sinh, khách thể là giáo viên lại cho nó nhận thôi. Vậy là nó chia rất là cụ thể. Chứ không có nói chung chung mơ hồ vậy. Nói chung chung mơ hồ nghĩa là gì? Dạ, không có biết. Cho nên như chung chung mơ hồ vậy đó. Đặng cho thấy là mình cũng có cái tính khoa học và trưởng. Trên kêu thực hiện hoạt động học tập thì giáo viên đề nghị, phía dưới kêu tự lên kế hoạch. Trên thì kêu là làm cho giáo viên, dưới thì kêu là phải phê phán. Điều chỉnh hoạt động học tập là điều chỉnh cái gì không biết, mà phải giáo viên đánh giá kiểm tra kiểu tự dành lấy kiến thức thì cũng cần giáo viên. Kêu tự thêm, tìm thêm kiến thức mà không biết thêm đến bao nhiêu mức độ nào, không có kèm theo cái điều kiện là nếu giáo viên chưa cung cấp đủ thì mới cần tìm thêm. Và nếu kiến thức đó đó mình chỉ cần biết đến đó thôi, giáo viên chỉ dạy như là đủ rồi thì việc chỉ kiếm thêm chi nữa. Nếu cái sự độc lập thì thật là không cần giáo viên nữa. Cái trò chủ thể cần đi ra cần thiết, cái trò của giáo viên đi lú mơ cùng hợp tác là học sinh với học sinh hợp với giáo viên. Ok, được cái thêm một mớ yến từ bạn Trí, tiếp mà một mớ ý kiến từ bạn Tú. Các bạn phải tập phân tích nha. tập từ từ cho nó ngừng nghỉ, phân tích cho một cái sự đầy phê phán chất ẩn. Chưa có chỉ ra được lúc nào thì học sinh là khách thể. Ok, học sinh mới nói xong. Nội dung của phần chủ thể và khách thể mâu thuẫn nhau. Nãy ai cũng nói chuyện đó hết. Một bên là một đứa khôn ngoan như là giáo viên làm theo những thứ yêu cầu, một bên kêu là có năng lực thì không hành động ngược lại, không bị gò ép từ bên ngoài. Hiểu được tôi lao ha. Chỉ nghĩa cái những chưa rõ ràng, không đầy đủ, không liên quan luôn. Phần dưới nó là còn chi dưới, ví dụ tự nhiên kêu tự giác, rồi tự giác rồi phải có gì ta? Thay đổi đúng đắn. Còn đúng rồi tự giác có thay đổi đúng đắn liên quan gì tới nhau? Không bị hỏi. Liên quan gì tới nhau? Liên quan gì tới nhau? Đó, cái lý luận dạy học nó cùi mí vậy. Thì làm sao mà dạy học được thì cho nên tôi cho một ngày thư ký viết rồi cái tài liệu lý luận dạy học để tôi dạy. Đó, cái gì đó, kinh nghiệm nào khác nữa không, tôi nói thêm. Hoạt động mang tính chủ thể của dạy học là hoạt động sao? Tự giác nghĩa là tự giành lấy kiến thức. Cái gì cũng nói nhiều đó, tôi nói cái tự giành. Tự giành. Má mẹ ơi, đi học mà nó giống như là đi ăn giúp, ăn cướp gì đó. Nên đi giành. Trời ơi là trời, dùng cái từ là thấy nó chợ búa đầy gãy luôn vậy đó. Đi học không phải đi ăn cướp. Hay ăn tiệc tự chọn kiểu Việt Nam. Có một cái
cái thực tế á, là khi mà người ta chấm điểm á, là người ta luôn nghĩ là cái điểm 10 đó là của họ sao á, và chỉ duy nhất có một cái điểm 10 đó. Cho nên là phải cân đo đong đếm coi là đứa nào được điểm 10, và từ đó là so lại coi là những đứa nào là thấp hơn thì điểm thấp hơn, chứ không có được là bằng điểm như vậy, và cũng không có được là có nhiều cái điểm 10 chứ bé. Tức là theo một cái kiểu là đâu đó mình ban cho người học, hoặc là họ phải nai cái lưng ra để mà họ cố gắng họ giành được cái điểm đó. Kiểu vậy. Trời ơi, tôi bức xúc cái đó là thật, là tôi là sinh viên rồi. Tôi là sinh viên ở trong trường á, cái trường đại học của tôi á, nó có một cái gì nó cũng, tôi thấy nó cũng ổn hết, ngoại trừ những chuyện mà nó u mê trong chuyện đánh giá. Nó u mê thế này nè quý vị á, nhưng mà nó tức á, một cái lớp học á là không có được trên bao nhiêu phần trăm là giỏi. Nó quy định luôn là chỉ có khoảng là 10-20% gì đó là được phép có được điểm A. Còn á, mà bao nhiêu phần trăm là khoảng bao nhiêu phần trăm là B, bao nhiêu phần trăm á là C, bao nhiêu phần trăm vậy đó. Lớp nào mà A là tại vì nó thường thường A quá nhiều á, cái nó quy định vậy. Nó quy định một cách mà nó bị điên, nó không có phụng gì nữa. Cho nên đó là nguyên một cái thời đó là cái gần gần luôn, giảng viên đi dạy rồi đó là khống chế điểm A vậy đó, xem hồi bị trường đánh giá. Trường đánh giá là cái lớp này nhiều điểm A quá, giáo viên dạy này vậy quá dễ. Trường học sinh nó điểm A không à. Sao giỏi thì sao? Mà theo một cái chuyện đó là nghĩ giống như cái nãy bà mình mới nói vậy đó, điểm như là của mình vậy, mình ban mình cho rồi mình xiết. Ủa bị điên hả? Hai cái nó khác nhau đó, là cái khái niệm mà tôi nói hoài luôn đó đó quý vị, là tại vì giáo dục nó không phân biệt được hai cái khái niệm này nè. Trời ơi là trời, cái khái niệm thi với kiểm tra, hai cái nó khác nhau. Thi là nó từ trên xuống à, nó so với nhau, giống như quý vị mới thi đại học xong đó, nó so với nhau, nó lấy trên xuống, đứa nào thấp hơn nó là bỏ dành à, cái đó phải dành từng 0.25 điểm à, hơn nhau mà, hơn nhau bảo. Đi học không phải là dành như vậy, đi học là kiểm tra chứ không phải thi. Một thời tôi nói gì cũng nhiều lớp lắm rồi đó, hồi thời của tôi đi học á là ghi chữ thi học kỳ 1, đề thi học kỳ 2. Trời ơi, người ta chửi quá trời chửi luôn. Cấp bằng chứ kiểm tra đâu có thi nó cấp bằng, còn kiểm tra đâu có cấp bằng. Đó, chúng ta chửi quá chửi. Các nhà các chuyên gia giáo dục có tới cả không có được dùng cái từ thi như vậy. Thi một mà thi cái gì, thứ hai mà thi cái gì. Cái sửa, cái thời sau này cũng vậy đó. Thời quý vị đi học đó là gì? Kiểm tra chất lượng học kỳ 1, kiểm tra chất lượng học kỳ 2 sửa đó. Hồi thầy tôi nó ghi chữ thi chà bá, giống như thi học kỳ 1, thi học kỳ 2. Bây giờ mới dẫn chuyện nữa nha, là cái tôi đó là thi học kỳ 1, thi học kỳ 2 nè. Tại vì bản chất thiệt là nó thi thiệt. Mặc dù nó ghi trên là đánh giá thôi, chứ trong buộc nó là thi thiệt. Là sai. Cái đó là kiểm tra, và kiểm tra và thi là hai cái nhận khác nhau về nội hàm giáo dục, không có giống nhau mà người ta không hiểu. Và khi mà người ta không hiểu, người ta huy động luôn, kiểm tra cũng là thi thì sao, người ta xiết học sinh luôn. Thì giống như nãy tôi nói với người ta xiết học sinh và chết học sinh chưa. Ai mà tôi thấy cái môn văn là cái môn u mê ám chiếu nhất á. Đúng rồi, tại vì luôn luôn từ đó giờ không bao giờ thay đổi, là văn thì không có điểm 10. Và đứa nào trong lớp giỏi nhất thì cái điểm cao nhất, và những cái đứa khác là phải dưới cái điểm đó để chứng minh là cái đứa này đạt điểm tối đa rồi. Mà tối đa thì cùng lắm là 9 thôi, nhưng mà cũng không ai mà dám đặt bút xuống cho 9. Nó mắc cái mớ gì không biết nữa. Chữ nghĩa là ăn được sao.
đó thì cái mà quý vị thấy là nó sai nhiều lắm mà nó sai đã thành hệ thống rồi. Là chỉ có cái là gì, dẹp hết đi, làm lại từ đầu thì mới may ra là nó sửa được. Chứ mà lại đi đây bắt từ những cái chữ nó nhỏ nhỏ vậy nó hiểu ra chết quớt lắm rồi. Thì hỏi quý vị đi làm chuyện lớn rồi làm sao, chuyện lớn là nó nát bấy rồi. Mà cái hệ thống giáo dục này á, nó đang thay đổi theo cái hướng mà mắc nết mắc dạy hơn là nó giao cho tư nhân. Cái tập đoàn Nguyễn Hoàng gần đây mà báo chí nó đăng những cái trường đại học tư á, mà nhắn tin cho một loạt các cái sinh viên đó là các trường thành viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng chứ đâu. Mà cũng giống như cái kiểu là ra một cái chính sách gì đó là bắt đầu ở dưới là công đức công dò lên mà làm theo mấy như trường ông hồi xưa đó, là phải khống chế điểm A nào đó. Thì cũng giống như vậy thôi, chỉ còn nói là lợi nhuận chỉ tiêu, bắt đầu là suy nghĩ ra mấy cái cách mà nó ghê tiện đó, mà nhắn tin cho sinh viên, nhắn tin cho người ta nói là em đậu trường này rồi, hoặc là hăm dọa, hoặc là nói cái trường kia dở đó. Cái xong cái bên trường bên đại học Hoa Sen bên đây cũng nói nó chưa rờ tới mình thôi, nó mà rờ tới mình không biết là mấy phòng ban nó còn nghĩ tới cái cách gì mà nó đê hèn nữa. Mà chỉ còn hô lên một tiếng là chỉ tiêu lợi nhuận là bắt đầu là cấp dưới công đức công dò lên chạy quăng hết não, đâu biết gì đúng sai, nó bán hết rồi, nó bán hết cái chuyện giá trị giáo dục hết, không còn nữa. Thì cái gì khi mà lãnh đạo mà nó không có đủ cái năng lực thì nó gì đó, nó lũng từ trong bản chất ra đó, là nó gì người xã hội nó sẽ từ từ cái lũng bài. Tôi hỏi một câu rất là ngây thơ, đó là ủa sao tụi nó không làm giáo dục gì hết mà tụi nó lại lấy cái tên là tập đoàn giáo dục để nó bành trướng ra chi ta. Cái người ta mới nói với tôi là em có biết chính sách của nhà nước mình vô cùng khuyến khích, vô cùng ưu đãi cho cái danh nghĩa giáo dục. Từ mua đất cho đến tất tần tật luôn, miễn thuế tất tần tật luôn, nó tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền, mà nó kiếm được biết bao nhiêu là tiền. Đúng rồi. Chính sách là giáo dục là quốc sách hàng đầu mà. Cái gì đó nó trên trước đó. Ăn như vậy không có bổ béo đâu. Tích cực nghĩa là cùng nhau tham gia vào quá trình giảng dạy của giáo viên, như chăm chú nghe giảng, tham gia phát biểu một cách có phê phán để biến kiến thức thành của riêng mình, tự mình đi kiếm thêm kiến thức để đào sâu mở rộng, chứ không chỉ nhận những gì từ giáo viên truyền thụ. Cái này đó đây cái này nè, cái bình luận cho đầu ghi trong ngay thơ. Sao nói ghi trong ngay thơ rồi, ghi tưởng lớp này lớp mấy mà được vậy, lớp một ghi trong ngay thơ thì nghĩa là ngồi còn mấy đậm đánh máy tưởng tượng như vậy đó, không hề có một chút xíu thực tế nào hết chứ. Mình lên một mà dạy nó không chấp nhận những cái gì mà mình nói, phải phản biện mình nói là nó nghĩ nghe mình dạy luôn. Là có dưới dẹp, là có dạy nữa. Trong khi đó, trời là trời, cứ dạy người ta phê phán là cái gì đâu. Trong giáo dục của mình có cái môn nào là môn phê phán đâu. Mà bị đặt ngựa kêu ta phê phán và chạy, kể cho con chào, tự nhiên phê phán quốc tế. Kể cho con chào, ghi vậy đó cho nó oai. Thì rằng là giáo dục mình là cũng rất là có tư duy tư pháo nha. Mình làm cái câu đó thôi là thấy là nó đang ngu độ như đó, có mấy cái bán mà. Cái bậy bạ vô cùng tận như vậy đó, cũng có đúng nè. Còn mấy cái nhân viên công ty đó phân tích ra là mấy cái gì cũng có cùng năng hết. Tôi nói cái chuyện này thôi.
tích cực. Thà là ông không định nghĩa ra, ông định nghĩa ra cái nó sẽ nát ra được không? Định nghĩa ra đó, bởi vì người ta mới nói đó. Người ta biết bạn ngu kể được khi bạn lên tiếng. Cái nhà hơi thú, người ta biết mình ngu thì người ta sợ. Tự lực có nghĩa là độc lập suy nghĩ, cố gắng tìm tòi các phương án giải quyết vấn đề. Thưa quý vị, đúng không? Đúng tự lực không có dục không? Thế nào là độc lập suy nghĩ? Suy nghĩ sao là suy nghĩ lệ thuộc, suy nghĩ không độc lập. Không thể chỉ ra được cái suy nghĩ nào là suy nghĩ độc lập và cái suy nghĩ nào là suy nghĩ không độc lập. Vì sao? Vì cái suy nghĩ nào cũng dựa trên cái nền đã có. Thế làm sao có cái gì gọi là độc lập được? Độc lập là biết một mình. Làm sao có cái trạng thái suy nghĩ độc lập? Mà là cái gì? Tự lực nghĩa là gì? Suy luận một cách hợp lý, tự mình suy luận một cách hợp lý, chứ không phải là độc lập suy nghĩ. Suy nghĩ không có thể độc lập được. Cố gắng tìm tòi phương án giải quyết vấn đề, duy chung chung là mơ hồ. Chỉ đi tìm tòi phương án giải quyết vấn đề. Nếu như giáo viên ta không có đưa vấn đề thì cái gì? Vậy là nếu mà giáo viên không đưa vấn đề, vậy là học sinh không có tự lực. Tự lực chứ, học sinh tự lực nhiều lắm chứ. Tự lực cái gì? Tự nó chép bài với những chép dùm đó, nó cũng là tự lực vậy. Rồi tự lực là gì nữa? Biết sàng lọc, bỏ đi những cái gì xấu xa, những gì đưa cho đó, thì đó mới xịn, thì đó mới khó. Rồi tự lực là đó, còn vấn đề là không giải tác. Tự lực này bất hợp lý. Cho nên khi mà tôi làm cái luận văn câu học nhiều cái đề tài đó, phát triển tư duy khai sáng học sinh thông qua cái đề toán mở. Và sau cuối cùng cái cớ là cái kết luận là gì? Muốn học sinh có tư duy sáng thì như vậy là tư duy sáng thật sự. Muốn học sinh giải được bài toán có thức mở thì hướng dẫn học sinh giải được toán có thức mở. Không có cái vụ mà đi thông qua bài toán kết thúc mở mà phát triển thì tư duy sáng cho học sinh là đồ xạo. Làm gì có chuyện người bù đó. Vậy đó mà tôi nghe hàng hà sa số luận văn nha. Phát triển tư duy phân tích học sinh thông qua bài toán Victor, phát triển tư duy tích cực của học sinh thông qua cái gì đó, trời ơi là trời, có đâu. Cái năng lực tư duy là cái năng lực cực kỳ khó. Cái năng lực cực kỳ khó, không có dễ dàng. Không có dễ dàng. Giờ phải có hẳn hồi đàng hoàng một cái lộ trình phát triển tư duy học sinh. Một cái lộ trình nó phải đi từ thấp lên cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Chứ không phải là gớ gớ vô cái chương rồi nó phát triển như mấy cái chương khác còn phát triển. Mấy chương khác để cho ngu. Bà cố thì mình nó dẫn hôm qua à. Cùng hợp tác để đưa ra phương án tối ưu. Nên là cũng là tầm chuyên cố tự lên kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ học tập của mình đề ra. Cái câu này là phải đưa vô cái comment này nè. À, viết trong mộng mị, ghi trong ngây thơ, viết trong mộng mị, tự kiểm tra và điều chỉnh và học tập của mình. Để cái này giữ nữa nè. Bớt đi quan tưởng. Xin mình nó tự kiểm tra được, nó điều chỉnh học tập của nó được hết rồi, để cần cái duyên làm gì. Cái duyên mới làm cái chuyện đó, giúp cho học sinh.
hoặc là một cái bộ phận chuyên trách làm chuyện đó cho học sinh giúp nó. À, có nhiều thời đó nó nát hết trơn vậy đó, vậy đó. Học cái tiếng này mà nát chứ đó, mà nát chứ đó trơn. Xong một mẹ cái gì có hỏi, có bình luận, có comment cái gì không, cái gì cứ cái việc đó. Tức là người ta không có rõ ràng trên cái vai trò của giáo viên là phải gọi một cái, cho nên là nó rất nhiều mơ hồ, nó mụ mị. Ok, hôm nay mình thấy đúng thôi. Nãy để mình biết là giáo dục nó được quan niệm như thế, dựa trên những nền tảng như thế, cho nên nó mới nát như thế. Nhưng mà mình làm lại, cho nó hoàn thiện. Từ từ mình có cái giờ đó, cho mình viết lại cái giáo trình mình hết. Giờ tức là giáo dục học á, mình phải viết được giáo trình 40 cục lý nhất á. Để giáo trình giáo dục học nè, tiết học là tâm lý, tâm học là tâm học, tâm linh học rồi đó. Mình viết lại cái bộ giáo trình đó hết. Tôi cũng chờ, đến quý vị đủ cái năng lực để quý vị làm tiếp. Chứ một mình tôi e là đời này viết cũng hết nổi. Rồi nó quá nhiều, quý vị gán nha. Nó nhìn mặt đặt tên đó, mọi người sẽ đưa cho một cuốn vậy đó. 1600 trang được rồi. Để mà giúp cho cái thế hệ sau nó học nó không có cực khổ như mình vậy đâu. Học mình nhặt cái không toàn chửi không, nó học được gì đó. Nó còn cái bét thôi. Thôi, ngay như thôi nghỉ. Bye bye quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Ngày mai là thứ năm. Mời thứ năm, mời là bà Quỳnh. Bà Quỳnh vô gõ cửa phòng tôi nha. Bà Quỳnh không vô thì nghỉ hả không? Bếp ba mọi người. Không phải là áp lực, cái đó là trách nhiệm, vốn dĩ mình vô trách nhiệm quen rồi, cho nên mình thấy mấy cái đó áp lực đó con. Con cũng ra rồi. Chưa mới nói con. Có thể nó vô. Ngày thường là khoảng 6 giờ, 6 ngoài là mở cửa. Nếu có gì đến thì chưa thấy gì nhắc cả ta xuống mà mở cho. Tôi sẽ ngầm mà tôi nghe cái mở cửa thì nó không có. Được kìa, chúng ta đứng lại. Còn không có tiếng mở cửa lại. Để đi đầy tỉnh. Để tìm gì thế này. Hay có mở cửa này bác. Hay có mở cửa này bác.